Sài Gòn tôi đã ngủ im rồi, ngã ba, ngã tư, ngã năm không người. Sài Gòn tôi đã vết thương ra rời, phố to, phố nhỏ đang hụt hơi. Sài Gòn tôi nhớ xôn xao sớm chiều, nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi này. Sài Gòn giờ đây xanh xao tiêu điều, chút kiêu hãnh xưa theo làn mây. Hàng quán hay chợ búa hay là công trường, rạp hát hay là công viên rồi giáo đường. Cửa đóng then cài để bao người nhớ thương, quạnh vắng khi nhìn lá rơi đầy vấn vương. Những dây răng mắc khắp mọi nơi như đang buộc trói tâm hồn tôi. Tiếng xe còi tôi sẽ sớm mai sum vầy, sẽ không có giây phố thưa lại đầy. Sài Gòn tôi sẽ tái sinh rạng ngời, sẽ như lúc xưa sẽ lại vui. Bình Tân, Gò Vấp, Hóc Môn, Phú Nhuận sẽ ôm xiết nhau bắt tay vui mừng. Và anh rồi sẽ dắt đó. Và thực tế là gì? Là mình đã viết rồi, đã viết thành giọng trưởng, chuyển thành bài vui, chuyển lời thành một cái bài rất là vui, nhưng mà không ai đón nhận, không ai ủng hộ, không có nhiều like, không có nhiều lượt share như là cái bài đầu tiên. Có vẻ nó cũng vô duyên, giống như là cái câu thôi nếu buồn thì hãy cười lên nhé. Hàng quán hay chợ búa hay là công trường, rạp hát hay là công viên rồi giáo đường. Cửa đóng then cài để bao người nhớ thương, quạnh vắng khi nhìn lá rơi đầy vấn vương. Những dây răng mắc khắp mọi nơi như đang buộc trói tâm hồn tôi. Tiếng xe còi hú nghe tạ tới, nghe tạ tới. Sài Gòn tôi sẽ náo nức như thường, sẽ